Chào mừng quý vị đến với chương trình Hỏi Đáp Nam Khoa cùng bác sĩ Tân. Các bạn hay hỏi bác sĩ Tân lắm. Bác sĩ ơi, em bị sớm quá, bây giờ em phải làm sao đây? Và có bạn của em nói là uống rượu đi, rượu này là ông uống bà khen, hoặc là uống cho xỉn đi thì cái thời gian sẽ tăng lên. Đó, thì thật hư cái điều này như thế nào ha? Thì để chẩn đoán một cái người nam giới bị sớm sẽ có ba yếu tố. Thứ nhất là về cái thời gian ha, nhỏ hơn một phút. Cái thứ hai là về cái tần suất, phải đều đặn trong vòng 3 tới 6 tháng. Và cái thứ ba là cái việc sớm này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trên cái tâm lý, cái sự mặc cảm của người đàn ông cũng như là người phụ nữ của chúng ta. Cái vấn đề mà sớm này đó, nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy về sau. Nếu chúng ta không chẩn đoán và điều trị đúng cách, nó sẽ đưa đến một cái hệ lụy trầm trọng nhất. Đó là cái việc mà chúng ta sẽ bị đổ vỡ, có thể là ly hôn giữa người bạn trai bạn gái, hoặc là đổ vỡ gia đình. Thì có rất là nhiều những cái phương pháp điều trị khác nhau, từ cái việc dùng thuốc, thuốc uống, thuốc bôi, cho tới những cái bài tập tâm lý hành vi. Cái thông tin đó mà các bạn lan truyền đó là các bạn sử dụng rượu đi, sử dụng bia đi, khi mà chúng ta say xỉn thì cái thời gian chúng ta sẽ tăng lên ha. Tại sao là như vậy? Tác dụng của bia rượu nó sẽ làm ức chế cái sự hưng phấn của cái hệ thần kinh của chúng ta. Qua đó thì sao? Nó sẽ tăng cái thời gian khi chúng ta gần ngủ lên ha. Tuy nhiên, chúng ta đừng nên vì vậy mà chúng ta lạm dụng quá nhiều bia rượu ha. Tức là lý do là tôi cần phải tăng cái thời gian lên, tôi cần phải chữa cái vấn đề này. Ngày nào chúng ta cũng lạm dụng bia rượu, cũng say xỉn cả, thì thật sự có thể nó một sớm một chiều nó sẽ tăng cái thời gian lên cho quý vị đó. Tuy nhiên, cái việc ngày nào chúng ta cũng lạm dụng bia rượu nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái cơ thể của chúng ta ha. Đặc biệt là cái gan của chúng ta sẽ rất là dễ bị tổn thương bởi cái tác hại của bia rượu. Thì cái lời khuyên của Boston trong cái clip này là gì? Nếu chúng ta có vấn đề ra sớm thì chúng ta hãy sắp xếp đến khám và điều trị bởi các bác sĩ nam khoa đi. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ có những cái loại thuốc uống, thuốc bôi hoặc thuốc xịt nó phù hợp với những cái thể trạng, những cái bệnh trạng và cũng như cái tần suất của chúng ta. Chúng ta đừng nên nghe những cái lời khuyên trên mạng, chúng ta đừng nên mua những loại thực phẩm hoặc là những cái loại thức uống ông uống bà khen, và chúng ta lạm dụng bia rượu quá nhiều. Bởi vì sao? Đó là cái việc mà chúng ta trốn tránh cái bệnh lý của chúng ta đó, chúng ta né tránh nó đó, và càng để lâu như vậy thì chúng ta sẽ khiến cho bệnh trạng chúng ta nó trầm trọng hơn. Và chúng ta lạm dụng bia rượu quá như vậy đó, nó sẽ khiến cho cơ thể chúng ta nó sẽ bị tổn thương, và có thể hạnh phúc gia đình của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì sao? Ngày nào chúng ta cũng say xỉn thì chúng ta sẽ không quan tâm tới tới bà xã của mình hoặc là con cái của mình. Cảm ơn các bạn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.